bạn có bao giờ cảm giác như mình đã trao lộn tình yêu của mình cho người khác chưa bạn có bao giờ cảm giác như cô đơn khi ở bên cạnh một người đàn ông nào đó hay không đó có thể cho thấy bạn một cái vấn đề là bạn đang có những cái dấu hiệu người đàn ông của bạn chỉ muốn tình dục ở nơi bạn điều này sẽ khiến cho bạn bị tổn thương đánh mất giá trị và đón nhận những cái điều tệ hại từ anh ta và hôm nay video này sẽ chia sẻ đến bạn những cái sự thật đàn ông họ chỉ muốn quan hệ tình dục với bạn chứ không hề yêu bạn đây là những cái điều mà bạn nên biết một người phụ nữ phải hiểu để bảo vệ mình đó chính là sự tôn trọng chính bản thân bạn và giúp cho bạn thoát được tránh được những rủi ro để bạn được hạnh phúc hơn bạn nhé tình yêu đem đến cho chúng ta những cảm giác thăng hoa yêu thương hạnh phúc cố gắng nỗ lực trong cuộc sống thúc đẩy cho chúng ta tốt hơn đẹp hơn và hoàn thiện hơn tuy nhiên tình yêu cũng sẽ đem đến cho chúng ta những sự khổ đau nếu chúng ta yêu sai và trao lầm tình yêu của mình vào kẻ xấu kẻ không xứng đáng và kẻ đó lợi dụng bạn và lừa dối bạn họ đến với bạn vì tình yêu hay tình dục có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi này cho mình chưa một tình yêu đích thực phải được xây dựng trên những nền tảng yêu thương, trân trọng và có những cái hành trình tìm hiểu và phải là cái sự lắng nghe, hiểu biết, nâng đỡ và nó phải đi theo đúng cái quy trình của nó thì mới sinh ra được những trái ngọt hoa thơm và một cái cánh đồng bội thu xứng đáng cho cái người bền lâu, dày công với cái những cái sự vun đắp và cố gắng nỗ lực của hai bên chứ không phải là nhanh chóng chộp dịch với những lời hứa ảo mộng với những cái sự theo dệt không có thật từ miệng của người đàn ông mà không thấy một cái hành động kết quả nào thực tế cho lời anh ta nói hãy lắng nghe để mà bạn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình cần được trân trọng ra sao và nghe để phòng tránh những điều tồi tệ để chúng ta có thể biết cái cách bảo vệ mình trước những cám dỗ trước những cái kẻ xấu bạn nha và tôi cam đoan với bạn rằng đây là một video thực sự hữu ích cho những cái cô gái ngây thơ những nàng thường hay mơ mộng ngôn tình dấu hiệu đầu tiên bạn cần phải biết rõ ràng là anh ta chỉ là cái người liên lạc với bạn khi mà anh ta muốn quan hệ tình dục đây có thể nói rằng muốn cái gì tìm cái đó và anh ta tìm thấy điều đó ở nơi bạn ở nơi bạn có những thứ anh ta cần và đây chính là cái mục tiêu trọng tâm nhất mà anh ta tìm đến với bạn chứ không phải bởi vì yêu bạn đây là cái điều mà các người phụ nữ khi bước vào tình cảm chớ nên dễ dàng để biến mình thành một cái mục tiêu khiến cho người đàn ông săn đuổi mình về tình dục. Anh ta sẽ nhắn tin cho bạn về cái việc tình dục vào đêm khuya. Anh ta chỉ gọi điện thoại khi mà anh ta ở một mình và muốn bạn gặp anh ta lập tức. Bình thường thì bạn không thấy anh ta đâu hết. Cả một ngày dài không hề có tin nhắn, không một cuộc gọi. Nhưng anh ta luôn nói rằng mình bận lắm, anh bận lắm, anh thế này thế nọ thế kia. Anh ta không hề giải thích, anh ta cũng không hề chăm sóc, nuôi dưỡng, rủ bạn đi chơi hoặc quan tâm những lúc bạn buồn hoặc chẳng quan tâm xem nhà bạn có bao nhiêu người, cùng với bạn đi chơi về nhà bạn hoặc là tìm hiểu về gia cảnh, hoàn cảnh và những điều riêng tư thuộc về bạn. Đó. Anh ta sẽ bắt đầu vào những cái màn thao túng tâm lý và hướng bạn đến những cái nhu cầu của anh ta. Anh ta sẽ ngọt ngào với bạn vào lúc anh ta cô đơn và anh ta mong muốn gợi ý cho bạn về cái việc mà anh ta muốn quan hệ tình dục ở nơi bạn. Giữa bạn và anh ta không có một cái sự kết nối nào, không trò chuyện này, không tâm sự này, không biết gì về nhau. Thậm chí một cái mức nữa là anh ta luôn bí ẩn, dán mắt vào điện thoại và kết thúc cuộc hẹn luôn là cái chuyện thể xác và quan hệ tình dục. Hoặc là khi anh ta nhắn tin cho bạn, anh ta sẽ hơi gọi cái sự thèm muốn xác thịt từ nơi bạn. Anh ta xem bạn như là một người cung cấp cho anh ta cái giá trị xác thịt anh ta không hề có cái, cái tư duy là xây dựng một cái mối quan hệ thực sự nghiêm túc với bạn điều này cho thấy anh ta xem bạn là một cái đối tượng để anh ta thỏa mãn chứ không phải là một người bạn đời thực sự trên thực tế thì có rất nhiều phụ nữ rơi vào tình trạng quan hệ tình dục quá sớm khiến người đàn ông tụt cảm giác không còn có cái nhu cầu yêu cô ta thế nên là anh ta chỉ tìm đến với người đàn bà đó vì những cái nhu cầu thể xác nhưng người phụ nữ lúc này á thì đặt tình cảm quá nhiều vào đối phương rồi bắt đầu lại thuộc vào tình cảm và không muốn chấp nhận sự thật rằng anh ta chỉ đang lợi dụng mình mà vẫn tìm mọi lý do để biện hộ cho anh ta như là anh ta áp lực công việc chắc là tính anh, cách anh ta là như vậy nhưng anh ta vẫn yêu mình có thể là mình không hiểu đúng về anh ta có một số người quá yêu quá lụy không hiểu được người đàn ông trăng hoa đang thả thính hàng ngày và gieo rắc rất nhiều cái nhân tà dâm cho nhiều người mà khác bạn đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy. Bạn xứng đáng được đối xử như một người bạn đời, chứ không phải là một đối tượng để lợi dụng, không phải là nơi để giải quyết nhu cầu của đàn ông. Bạn có giá trị của riêng bạn, hãy mạnh dạn đặt ra ranh giới và yêu cầu sự tôn trọng từ anh ta. Đừng có nhầm lẫn cái chuyện quan tâm về cơ thể với một tình yêu đất thực Tình yêu chân chính ấy, nuôi dưỡng cả về thể xác và tâm hồn. Đừng có biết mình thành cái sự lựa chọn khi mà bạn được quyền đặt mình ở hàng ưu tiên, hàng đầu với anh ta. Bạn hãy hỏi anh ta rằng tại sao anh ta không xuất hiện khi mà bạn cần? Anh ta mong muốn điều gì khi mà đến với bạn? Tại sao bạn chỉ đánh giá khi mà anh ta cô đơn? Một người đàn ông yêu bạn thật sự sẽ quan tâm đến mọi khía cạnh cuộc sống của bạn và luôn muốn làm mọi thứ để bạn được vui, được hạnh phúc, chứ mà anh ta bỏ mặc bạn với lỗi cô đơn và xuất hiện khi mà anh ta muốn quan hệ tình dục. Bạn có thấy điều đó tệ hại cho bạn hay không? Có thiệt thòi cho bạn hay không? Và bạn có nhận ra vấn đề của bạn khi mà giao tiếp với một người đàn ông như vậy hay không? Cái điều thứ hai là anh ta không có hề muốn quan tâm điều gì với anh ta. Bạn có thể là nói với anh ta về rất nhiều vấn đề, ví dụ như là sức khỏe, học tập, học vấn hoặc là đam mê nhưng mà anh ta không quan tâm. Anh ta chuyển chủ đề vào cái vấn đề tình dục. Anh ta chuyển vào những cái vấn đề liên quan đến anh ta. Đó, anh ta chỉ quan tâm là khi nào hai chúng ta có thể gặp nhau này gặp nhau ở khách sạn này hoặc là anh ta nói về cái chuyện mà anh ta ngủ với bạn bạn có cảm giác như thế nào nè tức là anh ta chỉ tìm đến với bạn như một cái loại um, dopamine làm cho anh ta hưng phấn khi nói chuyện với bạn về những cái chuyện tình dục mà thôi những ngày lễ tết sinh nhật rồi uh, những cái ngày mà đi chơi valentine tình nhân anh ta có ở bên cạnh bạn không hay là anh ta sẽ có rất là nhiều lý do để mà không có mặt bên bạn những ngày đó tại sao bạn không nghĩ là những ngày đó anh ta không dành cho bạn thì anh ta sẽ dành cho người khác và bạn không phải là cái người đàn ông bạn không có được người đàn ông nói yêu thương mình một cách chân thành và rõ ràng nhất anh ta mờ mờ ám ám và rất nguy hiểm bạn đã chấp nhận một người đàn ông kém chất lượng bước vào cái không nhanh sống của bạn có rất là nhiều người phụ nữ xinh đẹp gọi là cao phước tiền bạc công việc nhưng mà lại gặp những cái gã sở khanh nhưng mà không nhìn thấy người đàn ông đó lợi dụng mình về tiền bạc và thể xác nhưng mà lại còn hối tiếc vì mình không có đủ tiền không có đủ đẹp không có đủ khôn để giữ người ta đó cái điều mà người đàn bà sai lầm ở chỗ này không đủ cái kiến thức để nhìn ra người đàn ông đó đến với bạn chỉ để sử dụng bạn sai bạn chơi qua đường với bạn và anh ta sẽ đá bạn xuống ruộng anh ta sẽ làm cho bạn lên bờ xuống ruộng bởi vì bạn yêu thật anh ta. Trong khi đó anh ta chỉ đến với bạn vì tình dục mà không hề yêu các bạn. Không hề xác nhận một mối quan hệ bền vững. Người đàn ông nó tốt á, người ta yêu thật sự những nỗi buồn của bạn nữa kìa. Chứ không phải là anh ta chỉ có đến với bạn vì thèm muốn bạn, vì khen bạn đẹp, vì muốn ngủ với bạn, vì muốn quất các bạn, muốn chơi qua đường với các bạn. Đó. Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ quan tâm đến từng cảm xúc của bạn luôn muốn mọi thời gian ở bên cạnh bạn vì anh ta ham thích bạn biết không anh ta sẽ muốn biết một ngày của bạn như thế nào rồi bạn sống ra sao bạn ăn như thế nào bạn gặp ai rồi bạn có khó khăn gì hay không và bạn có bị ai ăn hiếp hay không anh ta muốn bảo vệ anh ta muốn lo lắng cho bạn bởi vì đơn giản anh ta chỉ là cái người đơn thuần là yêu bạn thì người ta có những phản ứng như vậy thôi và anh ta sẽ đáp ứng mọi cái mong muốn của bạn có thể là không phải một phần trăm nhưng mà anh ta sẽ cố gắng mọi cách để làm cho bạn được vui được hài lòng có thể những món quà đã không đắt giá không đáng giá nhưng nhiều khi bạn muốn uống ly trà sữa anh ta cũng có thể mua cho bạn hoặc là bạn muốn ăn xoài chua xoài ngọt hoặc muốn ăn um, cái gì đó anh ta sẵn sàng lội mưa để làm cho bạn người đàn ông đó có làm điều đó cho bạn hay không cái điều thứ ba mà các bạn cần phải ghi nhớ và hiểu rằng người đàn ông mà muốn quan hệ tình dục và không yêu bạn thật lòng á anh ta sẽ luôn bí mật anh ta bí mật những cái điều mà bạn muốn biết thì anh ta không cho biết và anh ta luôn thập thò lấp nó đáng nghi và luôn khiến cho bạn phải suy nghĩ là anh ta làm cái gì tại sao anh ta không liên lạc với mình ủa tại sao anh ta thường liên lạc về đêm tại sao anh ta luôn bận và quan tâm đến mình trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi Chứ anh ta không có kiểu dạng như là minh minh bạch bạch Anh ta không cho bạn biết không gian sống của anh ta Anh ta không cho bạn gặp đồng nghiệp, bạn bè của anh ta Và anh ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện là đưa bạn về nhà của anh ta hết Anh ta hoàn toàn bí mật Đó, cái chuyện này là cái chuyện mà bạn cần phải đi nè Người đàn ông á, khi mà bạn đã cùng với họ xác lập một cái mối quan hệ hẹn hò, đa tinh ấy, thì họ muốn cho cả thế giới này biết rằng anh ta và bạn đang yêu nhau. Anh ta thậm chí công khai bạn trên mạng. Anh ta sẽ muốn cùng với bạn đi rất là nhiều nơi. Nếu mà anh ta bí ẩn, anh ta giấu bạn, thì bạn nên nghĩ rằng bạn chỉ là bánh xe sơ cua, bạn sẽ fail trong cái tình cảm này. Anh ta không hề đầu tư với bạn, mà anh ta chỉ uh, xem bạn như một cái gì đó gọi là lắp vào chỗ trống hoặc là một mối quan hệ phục hồi mà anh ta đang cần vượt qua một nỗi đau chẳng hạn anh ta không bao giờ cho bạn biết những bí mật của anh ta chưa bao giờ nói cái lời yêu với bạn chưa bao giờ nói cái lời yêu bạn chưa bao giờ hứa hẹn với bạn nếu mà sau này anh ta bỏ bạn đi anh ta nói rằng anh ta chưa bao giờ hứa hẹn với bạn và cuối cùng khi mà chia tay khi mà bạn yêu thật bạn sẽ là cái người tổn thương đau khổ khóc hết nước mắt với người ta hãy chấp nhận một người đàn ông đầu tư thời gian chân thành với bạn đừng có chấp nhận một mối quan hệ bí mật bí ẩn và bạn luôn luôn nấp nứt... ở trong lùm rất nguy hiểm bạn hiểu không anh ta sẽ không ngần ngại cho cả thế giới này biết về bạn đâu hãy nhìn những cặp đôi yêu thương kìa à. họ cầm bàn tay nhau họ đi chơi họ cho mọi người biết về cái thế giới họ đang có họ không cần biết là ngày mai họ có lấy nhau hay không nhưng mà trong giây phút này họ đang hạnh phúc bạn có được cái niềm vui đó từ anh ta không anh ta từ chối công khai bạn anh ta né tránh những cuộc gặp gỡ như vậy bạn nên xem xét lại những vấn đề về anh ta anh ta không hề tự hào khi quen biết bạn anh ta chẳng nói gì về những cái điều anh ta nghĩ cho bạn nghe vì anh ta cảm giác như là nói ra cũng không giải quyết được vấn đề thôi em đừng có nghĩ đến cho nó đỡ nhức đầu nói chung là anh ta chỉ một chiều và chỉ cái vấn đề nặng nhất rõ ràng nhất đó là vấn đề quan hệ tình dục gặp ở trong khách sạn hãy cân nhắc cái mối quan hệ của bạn nếu mà nó không xứng đáng với giá trị của bạn bạn hãy rời đi trước khi nó trở thành một cái thảm họa dành riêng cho bạn nhưng mà người phụ nữ khi yêu lại mù lòa lại bảo chữa cho người đàn ông đó và lại biện minh cho những điều tệ hại nó đang trở nên tốt hơn và thêm một yếu tố nữa nếu mà người đàn ông đó luôn luôn quan tâm đến cái ngoại hình của bạn anh ta rất là mong muốn bạn mặc những cái bộ đồ sexy dễ nhìn ngực eo mông hoặc là khe của bạn đi thì đây là người đàn ông mà ham về sắc dục Anh ta không có quan tâm đến cái việc mà bạn cố gắng ra sao để học tập Anh ta không quan tâm bạn có cái kỹ năng nào để vượt khó Anh ta không quan tâm bạn đã cố gắng như thế nào Trong một cuộc thi Khi mà có một tình yêu thực sự Thì sẽ có một người đàn ông trân trọng những cái giá trị thực sự của bạn Đừng có bị lôi cuốn vào những cái lời khen em đẹp quá, vòng một của em đẹp quá, eo em đẹp quá, mông em đẹp quá, em tập thể dục đẹp quá. Đặc biệt những cái lời nói đó khi mà anh ta đến với bạn vì bạn có một cái sự nóng bỏng gợi cảm, sexy, gợi dục, gợi tình, gợi cảm vân vân và vân vân thì anh ta sẽ rời đi vì khi mà bạn không còn có cái điều đó thì anh ta sẽ không có mặt ở nơi bạn nữa. Bạn hiểu nhé vẻ bề ngoài rất quan trọng nhưng nếu anh ta quá quan trọng hình thức của bạn thì anh ta chỉ muốn đến với bạn vì đam mê sắc dục vì cần những cái bộ phận đó thỏa mãn cho cái sự hưng phấn tình dục cho anh ta còn mỗi một người đàn ông mà yêu thương một người phụ nữ thật sự có thể người đàn bà của họ không đẹp nhưng mà họ yêu người đàn bà đó vì rất nhiều vấn đề vì cách cư xử vì cái sự vượt khó vì lòng nhân hậu vì cái ý chí và những cái kỹ năng vượt khó trong cuộc sống và cái người đàn bà đó có thể là cái người mà chung tay bền chí đồng hành cùng với họ và không bao giờ rời xa và bỏ rơi họ những lúc họ khó khăn vất vả. Thêm một cái dấu hiệu thứ năm, đó là anh ta không bao giờ đặt ra những cái hứa hẹn trong tương lai. Anh ta không bao giờ hứa nha. Anh ta không bao giờ muốn đi du lịch cùng với bạn, anh ta không có lên kế hoạch gặp gỡ gia đình để bạn xuất hiện trong cái bữa tiệc đó. Anh ta không dẫn bạn đến đám cưới của bạn, anh ta anh ta không có cho bạn biết công ty và anh ta sẽ có những cái lời nói là thôi bây giờ anh với em chỉ như thế này thôi vui vẻ với nhau là được rồi hiện tại vẫn là điều tốt đẹp nhất em nghĩ xa để làm gì chúng ta như thế này là rất ổn em nghĩ cho nó già người ra anh vẫn luôn dành cho em anh vẫn trung thủy em đừng có nghĩ nhiều chúng ta hãy tận hưởng cái giây phút hiện tại này bạn nghĩ ở hà cũng đúng mình nghĩ xa quá thì nó cũng mệt chưa đến đâu chưa đến đâu mà đó bạn hãy tỉnh táo để đưa mình vào cái vị trí ưu tiên nhất. Bạn đừng có cố gắng băng qua đại dương vì một người đàn ông không thể vượt qua vũng nước vì bạn, bạn nghe bạn hiểu không? Bạn đã vì anh ta bơi qua một đại dương nhưng anh ta lại không vì bạn mà băng qua một vũng nước bé bằng cái gang tay, 20 cm thôi, anh ta không làm cho bạn nhưng mà bạn lại làm tất cả mọi điều cho anh ta thì chứng tỏ là bạn đã đầu tư thời gian và lãng phí vào một mối quan hệ không có tương lai. Hãy tìm kiếm một người đồng hành cùng với bạn xây dựng một cuộc sống bền lâu, dài, đảm bảo an toàn và đem đến cho bạn sự yên vui, bình an thanh thản khi bước vào tình yêu đó bạn nhé. Dấu hiệu thứ sáu là dấu hiệu cuối cùng, người đàn ông không có tôn trọng những cái cảm nhận của bạn. Cảm xúc của bạn anh ta không quan tâm Bởi vì khi yêu nhau Người ta mới có thể kiên nhẫn và bao dung với nhau được thôi Nhưng mà vì anh ta không yêu bạn Nên anh ta chẳng quan tâm Bạn giận hờn anh ta cũng kể Anh ta cũng giải thích Bạn cãi vã Anh ta sẽ không năn nỉ bạn Bạn sẽ là cái người đi năn nỉ anh ta Và anh ta luôn bất lỗi bạn Anh ta thiếu tôn trọng bạn Anh ta không để tâm đến bạn Bạn nghĩ gì kể à, Và khi mà anh ta ân ái quan hệ tình dục với bạn thì anh ta chỉ quan tâm đến anh ta thôi và không để ý xem bạn có thích hay không thỏa mãn hay không lên đỉnh hay không hoặc là muốn gần gũi bạn nhưng bạn không đáp ứng được thì anh ta sẽ rất tức giận anh ta sẽ chê bai khiến cho bạn tự ti chán nản tất cả những yếu tố như vậy chứng tỏ là anh ta không hề yêu bạn mà chỉ nghĩ đến tình dục thôi anh ta xem bạn là nơi giải quyết đó, bạn hãy giữ con sò của mình nhé, đừng có để con sò của mình mở ra và cuối cùng là bị anh ta chén mất con sò của bạn. bạn sẽ là cái người đau khổ. người thật sự yêu bạn không có để cho bạn cảm giác bạn là một cái điều gì đó mà phải suy nghĩ, kể cả những cái điều mà không đẹp ở trên cơ thể của bạn, nó không có làm cho bạn bị vướng bận và anh ta sẽ không bao giờ làm cho bạn tổn thương khi mà cơ thể của bạn không hoàn thiện. nếu mà bạn bị cuốn vào một mối quan hệ không mang lại cho bạn cái sự tôn trọng và không có một tình yêu thật lòng hãy cho mình một cái giá một cái ngưỡng và một cái giới hạn để cho người khác yêu thương bạn đừng có bao giờ bỏ qua những cái cảm giác bất an lơ mơ nghi ngờ Đấy là những cái điều mà bạn cần phải suy nghĩ Khi mà bạn có cái cảm giác không ổn Cái người đàn ông này nói là sao sao á Thậm chí anh ta còn có thể là trong cái lúc quan hệ tình dục với bạn Mà anh ta muốn cưỡng dâm Và anh ta chỉ muốn đạt được cái khoái cảm của anh ta thôi Không quan tâm là bạn có thích hay không Nhiều khi bạn đang muốn ngừng lại Anh ta không có cho ngừng Bởi vì sao? Anh ta đã đến cái mức đó rồi là anh ta phải đạt được Anh ta không có nghĩ đến bạn thì cái điều này cho thấy là bạn đang bị khống chế bởi vì một người đàn ông rất ích kỷ và anh ta chỉ nghĩ cho anh ta mà thôi. Hãy thận trọng với những mối quan hệ này. Những cái gì lợn cợn khi mà bạn yêu một người, quen một người, lắng nghe người ta nói mà bạn thấy có nghi ngờ, có dấu hỏi thì đừng bỏ qua những yếu tố đó. Bởi vì rất có thể bạn đang quen với một người không hề yêu bạn mà anh ta chỉ muốn ngủ với bạn. Vì anh ta có cái mong muốn quan hệ tình dục là điểm chính yếu nhất thì khi mà anh ta đạt được những điều đó thì anh ta lại không có nhu cầu yêu thương bạn một cách chân chính và bạn sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu chân thành bởi vì anh ta chính là kẻ đến lừa bạn phỉnh gạt bạn anh ta đến để ăn con sò của bạn anh ta đến để mà gọi là ngủ với bạn anh ta chịch chùa chơi dạo có nghĩa là như vậy bạn hiểu không những cái lời này nói ra thì trường đời sẽ dạy cho bạn nếu mà bạn nếm trải nỗi đau nhưng mà nếu bạn nghe được video này thì bạn không cần phải đưa mình vào những trải nghiệm đau khổ để có được những cái kinh nghiệm quý giá thì hãy thận trọng khi mà bước vào một mối quan hệ đừng có để cho bạn lép vế vì có cái cảm giác mình sắp ế rồi đừng có bao giờ cố chọn một cái kẻ tệ hại đến với mình rồi mình sẽ nghĩ rằng mình ảo tưởng rằng mình nghĩ rằng mình đủ cái quyền năng đủ sức mạnh để thay đổi họ hãy chọn cho mình một người đàn ông tử tế để mà mình thấy rằng mình được yêu thương và mình may mắn tìm thấy người đàn ông đó thay vì bạn tìm một cái kẻ xấu về cải thiện thì bạn hãy dành thời gian thật là lâu thật là kỹ để tìm một người thật tốt để bạn thật sự được sống xứng đáng với những giá trị và quyền năng lựa chọn của một người đàn bà đây là video muốn chia sẻ cùng với những người phụ nữ có những người đàn bà khóc lóc khổ sở thất tình, luôn cảm thấy mình bị lường gạt, luôn cảm thấy mình không may mắn trong tình yêu. Vì sao bạn biết không? Tại vì bạn dễ dãi lên giường, vì bạn dễ dàng đổ, dễ dàng yêu thương, vì bạn luôn đặt mình trong cái trạng thái khát tình để người đàn ông nào đến với mình, bạn cũng đều ngã vật ra và làm cho anh ta lấy mất đi con sò của bạn. Bạn hiểu không? Thế nên là nếu bạn muốn hạnh phúc thì bạn phải đưa mình vào cái thế chủ động trong cái việc mà mình là cái người chủ động đi tìm hạnh phúc, gọi là săn tình. Đó. Bạn nếu là cái người mà chủ động đi tìm và kiếm được một người đàn ông mà theo cái sự lựa chọn của bạn thì chắc chắn bạn sẽ nhìn người đó không sai. Bạn sẽ được chọn một người đàn ông như ý và người đàn ông đó sẽ là cái người yêu thương bạn, bền lâu với bạn và bạn phải có những cái kỹ năng ứng xử để mà làm cho cái tình cảm nó nảy sinh và làm cho người đàn ông nó chọn bạn là người bạn đời người bạn đồng hành tôn trọng yêu thương bạn vì bạn có những kỹ năng đó vì bạn có những kiến thức đó vì bạn biết nhìn người vì bạn biết chọn người thì bạn sẽ đạt được những cái điều tốt đẹp đừng có hời hợt trong việc lựa chọn sàng lọc một người đến với bạn cái bước đầu tiên là cái bước quan trọng nếu mà bạn làm sai ngay tại bước đầu thì những bước sau chỉ là những bước đi sửa lỗi của cái bước đầu tiên mà đã sai hãy chọn một người đàn ông xứng đáng để bạn được xứng đáng hạnh phúc với cái người đàn ông đó bạn nha rất là cảm ơn bạn đã bỏ thời gian lắng nghe video của tôi và trên màn hình bạn sẽ nhìn thấy một cái ứng dụng iruka và một ứng ứng dụng ồ uh, môi thì đây là hai ứng dụng rèn luyện cho cái việc mà chúng ta tăng cường cái khả năng trí nhớ cùng với những um, cái bài quiz liên quan đến vấn đề thiền định sẽ giúp cho các bạn um, giảm cái sự stress và giúp cho các bạn cân bằng hơn trong cuộc sống hãy tải ứng dụng về để trải nghiệm những cái niềm vui cũng như là chúng ta tăng cường sức khỏe tinh thần mạnh mẽ hơn bằng những cái điều thú vị trong cuộc sống này bạn nhé rất là cảm ơn và chân thành chào các bạn hãy đăng ký kênh nếu cảm thấy có giá trị và ích lợi xin chào